Ôi là trời, không biết là cái ngày gì hả mà khách tới nhà chơi hả mà y như là chủ nhà vậy đó, tự tiện mở máy tính lên ngồi coi. Mà biết nó coi gì không mọi người, nó coi SSD đó. SSD hồi xưa nó kiểu fan ruột của netizen luôn đó. Mà qua coi thì rất là hay thái độ nha, cơ bản rất là chật. Xong cái nó xúi mình, nó nói là mình kiếm ngay cái bàn rộng hơn đi. Nên mình nói là mình có đặt một cái bàn hồi sáng nên nó gật đầu liền, nay chết với mình. Tối nay nó kêu nó lên chơi mà không hiểu sao may mắn là sáng hôm qua là mình đã nhận được bàn rồi. Thôi thì bây giờ cùng đập hộp ra với mình nha. Một cái sự khá khen cho shop là shop đóng gói rất là kỹ lưỡng luôn. Từ cái bảng bàn nè cho tới mấy cái kệ. Đi vận chuyển từ Hà Nội tới Sài Gòn mà cũng không có bị hư hay mốt méo gì. Đó là một cái điểm cộng. Và đinh thì có sẵn luôn nha. Một cái điểm trừ là không có ốc vít vặn sẵn mọi người. Cho nên là khi phải lấy đồ dụng cụ từ ở nhà. Và đây là giấy hướng dẫn sử dụng rất là dễ luôn. Khi mà đọc cái hướng dẫn sử dụng là Kim biết làm hết luôn ấy. Và bây giờ thì cùng Kim lắp ráp để tạo ra thành phẩm nha mọi người ơi. Nói chung là cái nhỏ em của mình nó chỉ việc đứng đó mà dịnh thôi. Còn bao nhiêu mọi thứ về vặn ốc, cái kiểu là kia phải ngồi đó mà mày mờ để làm. Mọi người nhìn trên clip á thì thấy nó nhanh thật sự luôn á. Nhưng mà thật sự là Kim ráp ở ngoài kia phải mất gần cả 2 tiếng thì Kim mới ráp xong luôn ấy mọi người. Sau khi mà ráp trên dưới thẳng chiếu ngang dọc thì cuối cùng là thành phẩm đã xong. Thì bàn này nó gồm có 3 cái kệ và cái bàn cũng khá là vuông vức và đều đặn. Và một cái bàn gỗ như thế này mà đang khuyến mãi chỉ có 250k thì Kim không đòi hỏi gì nhiều, cảm thấy nó cũng khá là ok rồi. Kim mới set up bài cho nên là đồ cũng chưa có bỏ gì lên nhiều hết, từ từ Kim sẽ chất thêm mà để cái láp ngồi là khá là ok rồi ha mọi người ha.